Hello mọi người. Ok, trên tay mình đang là một cái mẫu tripod mới nhất luôn từ Sabonrix nha. Cái mẫu tripod Vlog dành cho điện thoại, máy ảnh và có thể dùng chung với GoPro Pocket 2 hoặc Osmo Action 3. Đó, có những cái đó thì bạn mình sẽ tặng kèm một cái màu gắn với những cái loại action cam. Riêng về điện thoại thì nó sẽ kèm theo một cái kẹp phone holder giống như vậy. Đó, Sabonrix luôn là rất là đẹp, tích hợp sạc không dây luôn nha. Đó, có nghĩa là cái tripod này nó sẽ có pin sạc là 4000 mAh. Đó, bạn có thể sạc từ cổng Type-C này, bạn sẽ cắm lên cái phone holder này, sẽ sạc không dây. Lúc này bạn sẽ bỏ iPhone vào và nó sẽ sạc qua luôn. Đó, hỗ trợ sạc nhanh 18W nha, rất là tiện lợi luôn. Nó vừa sạc nhanh, bạn có thể vừa sạc input và output luôn, nó sạc pin rất là nhanh. Đó, thiết kế rất là đẹp, cầm rất là gọn tay, rất là ok, đánh giá rất là đẹp. Đó, ball hit 360 độ nè, có thể xoay được đầy đủ các hướng, thể quay máy dọc được luôn. Rồi nút nguồn và nút record nè, dùng để bạn chụp ảnh đó, chỉ có tác dụng với điện thoại thôi nha, kết nối Bluetooth. Rồi phone holder phía trên này có một chân cao su để gắn đèn led nè, rồi gắn những mic không dây. Đó, một cái hay ở đây là họ dùng theo kiểu này, ví dụ như bạn để ý hình này đi, thì nó sẽ có một con iPhone đúng không, thì khi bạn mua hết pin, nếu bạn sạc dự phòng bạn sạc vào cái cổng Lightning luôn thì nó sẽ hết cái chỗ gắn, thì bạn sẽ không thể nào gắn mic được. Đó, thì Sabonrix thiết kế như vậy rất là hay. Vừa sạc không dây iPhone mà iPhone vẫn còn dư một cổng Lightning, lúc đó bạn sẽ gắn thêm những cái bộ mic không dây như là Rode Saravonic. Đó, bạn sẽ thu âm luôn làm vlog. Đó, sẽ vẫn dư một cái cổng Lightning. Rất là hay. Rất là đẹp. Ok. Giá hãng đang bán là 79 đô nha. Mình đang có giá cực kỳ tốt luôn, giá rẻ hơn một nửa luôn. Mình chỉ có vài cây thôi. Các bạn cần có liên hệ mình luôn nha. Rất là đẹp.